chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Hả Mạc? Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Tông sật tông rồi ha. Quá dữ. Chào bạn. Lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý ban giám khảo, quý vị khán giả. Giám khảo gì đây? Có bạn giám khảo bên kia kìa. Bạn làm nghề gì, đến từ đâu? Em tên là Nguyễn Cao Chính. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc của em hiện giờ đang là bán cơm. Công việc làm gì em? Bán cơm sườn chị ơi. Bán cơm sườn, bạn bán hay là bạn nướng sườn hay là bạn làm nước mắm sườn? Em kiêm hết đầy đủ luôn ạ. Làm đủ hết. Vâng. Chủ quán luôn. Vâng. Bữa nào ghé ăn ha. Chủ quán bán cơm sườn xin kính chào bạn bên kia. Rồi. Tới phiên mình nè. Em xin kính chào hai anh chị MC. Xin chào bạn ở phía bên kia bức rèm. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi. Năm nay em 26 tuổi. Em đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Quê em ở Bình Thuận. Có hay ăn cơm sườn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Có thích nấu ăn không? Có biết nội trợ không? Dạ biết. Em sẽ làm được cái khâu nào trong cái quán bán cơm sườn? Dạ, khâu bán cơm sườn em làm được khâu tính tiền. Bạn nam thấy sao? Nữ bên đấy thì biết chi trả mọi thứ và cũng biết cho em tiền uống cà phê bạn bè thì ok được. Thôi bây giờ bạn nam kể nghe công việc bán cơm sườn coi. Em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Rồi em bắt đầu dọn hàng ra, chất cái bếp than của em lên. Thì trong khoảng thời gian 4 giờ cho tới 5 giờ em vừa dọn hàng và cũng phải vừa nướng được thịt rồi. Không ai phụ hả em? Mình không có mình em làm hả chị? Thì rồi em chạy bàn luôn rồi, em rửa chén luôn, rửa dĩa luôn hả? Vâng, thì em bán xong thì em dọn hàng rồi em rửa. Rửa xong là tới giờ trưa rồi. Tới trưa thì xong bắt đầu em ăn cơm, em ngủ nghỉ, tới chiều lại phải đi ra ngoài chợ lấy thịt mà mối của em á, xong về rửa đi, xong mình để cho nó ráo nước, ướp xong lại để trong tủ lạnh, xong rồi làm mấy cái lặt vặt rồi nhiều lắm. Ủa em bán cơm sườn được bao lâu rồi? Trước đây thì em đang đi làm. Em đi làm bên công ty mỹ phẩm chị. Sao làm toàn chuyện phụ nữ không người ta? Ủa mà đi làm mỹ phẩm là rồi sao công việc sao thì, mà đi nghỉ? Em luôn có một chí hướng là mình không thể là suốt đời đi làm công ăn lương cho người khác được. Chính xác. Ủa nếu mà quen bạn gái ở thành phố gì bao lâu mình thăm bạn gái một lần vậy bạn? Ngày nào cũng lên được hết á. Rồi lên vậy là tiệm cơm sườn mà ai coi? Mình đã làm chủ thì mình phải quản lý được thời gian. Còn bây giờ mình đi làm công ăn lương thì thời gian mình mới phải phụ thuộc thôi chị. Chủ mà đâu có người phụ nào đâu làm chủ. Thì mình là chủ, mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ. Trời ơi, có trách nhiệm ghê. Có vụ làm ăn nè. Bây giờ bạn nữ bên kia muốn tìm cho mình một người nam như thế nào? Đầu tiên đối với em là bạn đó chấp nhận theo đạo Công giáo của em. Ê, cái này căng à. Em là đạo gốc rồi. Rồi, vậy đi. Ổn rồi. Dạ, cái thứ hai á là không có được gia trưởng, không có bắt em phải làm này em làm kia, em không thích vậy. Em yên tâm đi, nếu mà thật sự mà mình mà tiến tới được á, 10 người thì hết 11 người nói anh là sợ vợ. Tốt. Thôi thôi trời. Em thì em thích mang giày cao gót, cho nên bạn đó là phải cao hơn em để em được mang giày cao gót. Em 1m6 thì bạn đó phải cao cỡ chừng 1m7. Rồi dạ. Chuẩn. Chuẩn. Đúng hả? Rồi sao làm tôi đau tim quá vậy? Em thích đi chơi nhiều lắm. Em thích đi phượt, em thích đi gặp gỡ bạn bè. Đừng có ngăn cản không cho em đi. Ủa đi dắt bạn trai đi theo không hay đi mình? Nếu mà hợp với nhóm bạn em thì bao nhiêu em cũng cho đi hết á. Còn không hợp bỏ ra nhà đúng không? Dạ đúng rồi, đi không hợp là không vui. Đó, em ơi, được không? Tại được không? Em hòa đồng lắm, nói chung là ai dễ tiếp xúc á, em đều nói chuyện được hết. Yên tâm đi, bạn gái giờ chưa có bạn trai mới nói vậy, mới thích đi với bạn bè nhiều chứ phụ nữ đâu biết mà. Trời ơi, có bạn trai rồi đi đâu muốn gặp bạn trai chung, nào hết trơn á. Trời ơi, gì đâu. Hay gì mình đi chơi là mình đóng cửa, mình thất thu. Bây giờ mình đi theo mình làm vui lòng bạn gái đuổi mình về bán cơm. Đâu về, về là ra. Lúc đó không được về. Ủa chứ làm gì? Lê lết mà đi đằng sau đít đi nhau. Nhưng cái lúc mà sơ hở như vậy mà đang giận nhau mà đi về là thằng khác nó tới. Đúng rồi. Ồ, được được. Chết không phải đu vô. Phải đi theo sau đít luôn. Được được, ngưỡng mộ. Bản lĩnh nha. Tôi là người đàn ông sợ vợ. Mình nói sợ vợ chứ không phải là thật ra là mình thương vợ. Đúng rồi. Thôi tạm vợ thôi. Anh với em cùng ý kiến. Được, rất có ý chí. Em thích người bạn gái như thế nào? Em thích màu trắng. Tức là em thích bạn gái em cũng phải da trắng trắng. Chứ em không thích da đen đâu. Da đen đâu. Coi lại đi nha. Hơi đen. Rồi gì nữa? Cỡ anh Linh vậy đó. Em thích bạn gái em là một người có học giỏi.
có học mới đi dạy được đó em. Loại gì nữa? Hiền, mẹ em là một người gọi là hiền lắm, cái gì cũng là con theo ý kiến con cái trước đã. Ở với mẹ hả? Vâng. Ủa vậy có làm dâu không? Mẹ em thì không muốn làm dâu, mẹ kêu đi ở xa đi. Ở gần mệt lắm. Nhưng mà hai đứa phải cố gắng kiếm tiền mới ở xa được chứ. Giờ không có tiền đi ở đâu. Ủa bán cơm bữa giờ chưa để dành được đồng nào hả? Em mới bán đây thôi được có 3 tháng à. Đắt không? Không đắt gì hết. Đắt là đắt gấp đó. À, trời ơi. Thì em mới mở mà sao đắt khách được? Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Lười, không có thích làm việc nhà. Nếu mà đã ở riêng thì hai người phải chia sẻ việc nhà. Đương nhiên rồi. À, thì không nhất thiết phải biết nấu ăn đâu, tại vì em nấu ăn được rồi. Vậy phụ nữ làm gì? Bình thường thôi. Chỉ ăn thôi được rồi. À, ăn với đếm tiền thôi. Em dễ chịu lắm, không có gì hết. Rồi vậy đi. Nghe tao hấp dẫn quá vậy, nghe không? Em thích trắng đúng không? Về tắm trắng mấy hồi. Em... Trời ơi, trắng tươi. Em không thích gì ở người bạn nam nhất nè? À dơ, nhìn cái người lúc nào cũng bày hầy á. Không, người bên đây không có bày hầy. Người đây bày nhầy thôi không á. Chặt lắm, không sao chứ. Gia trưởng? Không có gia trưởng, sợ vợ. Hay cằn nhằn á chứ không phải là... Bên đây chắc cũng hơi cằn nhằn chút ạ. Dạ, biết cách nói chuyện với mọi người. Biết cách rồi, sao dạ. Bên đây có? Không có ích kỷ nhỏ mọn. Bên đây không có mỏ nhọn, ý nhỏ mọn. Em không thích về người con trai là biết nấu ăn. Tại vì em con gái em thích nấu ăn chứ em không thích để cho con trai vô bếp. Biết thưởng thức món ăn. Được rồi, dạ. Vậy ổn rồi, em có tật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì là em phan đó đó. Trời ơi, trời ơi, trời, cái tướng này mà phan nữa chắc chết rồi. À, cái gì mà không giữ ý em, nếu mà em phản ứng liền thì có nghĩa là em đang tôn trọng cái người đó. Còn nếu mà nói cái gì mà không vừa ý em mà em tức mà em im lặng em bỏ đi, có nghĩa là người đó đối với em không có là cái gì hết. Hết giá trị. Dạ, đúng rồi. Thôi, đó giờ có khi nào em đánh người yêu em lần nào chưa? Dạ chưa. Chửi chưa? Dạ chưa. Phan cái gì chưa? Dạ rồi. Cái phan mới ghê đó. Cái đấy em cũng sợ ấy. Gặp cái gì phan cái đó cũng căng lắm. Bạn nam có đi với mẹ đúng không? Dạ. Dạ chào cô. Em đây là mẹ của em chính. Thì nãy giờ cô ngồi nghe bé gái này nói chuyện, cô có ngại gì không cô? Không, đấy là em cũng thích là cái tính thẳng thắn như vậy. Dạ. Tính của mình làm sao thì mình cứ nói thật, nói thẳng ra để cho đối tượng bên mình biết là mình như vậy có thể chấp nhận được hay không. À, thì mình chấp nhận được thì mình phải chịu tiến thôi, tới em theo ý kiến của con trai mình. Yeah. Theo em thì em cũng không thích tính phụ nữ mà nóng nảy quá như vậy. Có thể mình nóng nhưng mà mình phải biết lúc nào mình cần nóng, nhưng mình không nên phang đồ như vậy. Tại vì đồ như vậy là do ai sắm ra? Do hai vợ chồng làm ra tiền sắm ra. Yeah. Mà mình cứ phang như vậy rồi mình lại phải đi sắm lại. Nếu cái gì mình đã không bằng lòng với nhau thì mình nên ngồi để cùng nhau hòa giải, cùng nhau nói chuyện. Không sao hết, vấn đề này là mình mua đồ trong nhà, đồ mũ hết. Dạ, giải quyết rất là êm đẹp. Cá tính mạnh thôi chứ thật sự nói cho tiền mình sắm ra mà đôi khi cũng nóng. Nhiều khi muốn giục nhưng mà lửa, phải lửa coi. Lúc đó phải lửa. Ủa đó, cá tính bằng lệnh đấy. Rồi, cảm ơn cá tính vừa vừa thôi. Tại vì cái đồ em làm cơm ấy toàn rau không. Nóng nóng cầm ra một phát một thì thôi xong luôn. Thế bạn nữ đâu, hôm nay mình có đi với ai không? Nói thôi chứ khi về tiếc tiền với phụ nữ mà. Bạn nữ có đi với người thân nào không? Dạ hôm nay có hai dì của em với lại có bạn em thêm. Em xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mấy khán giả xem đài. Với Chi ở nhà thì Chi rất là giỏi, Chi ngoan lắm. Các cô, các đồng nghiệp ai cũng thương. Tính nóng thì em chưa thấy bao giờ. Tại vì Chi nói là nói xa vậy thôi, chứ em thật sự là chưa thấy Chi nóng như vậy. Chị thấy bạn bên đây thì cũng được, cũng đẹp trai, cũng hiền lành. Dạ, lanh, quyết định là do ở con. Dạ, cảm ơn chị. Cuối cùng thì quyết định vẫn là quyết định vẫn là do hai trẻ ha. Rồi, bình tĩnh nha. Nào, kéo màn lên. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Xin chào bạn. Mình lên đây có món quà. Giờ gặp nhau rồi bạn thấy mình như thế nào? Nói chung là nhìn thấy anh cao, em cũng thích người cao nhưng mà ấm quá. Từ từ đi về nuôi thì nó mập ra. Em nãy em nói là không thích gia trưởng nhưng mà giờ ở trên đây thì nói không chưa quen thì anh nói là anh không có gia trưởng anh này kia nhưng mà không, thật sự là không gia trưởng thật. Chắc không gia trưởng. Còn đi chơi nếu mà mình quen thì người yêu mình đi chơi với bạn bè nhưng mà không cho đi riêng. Tức là chẳng hạn như ở đi riêng với một người con trai này bảo hôm nay em đi với bạn này ở trong đồng nghiệp với em là con trai rồi bạn ấy tới chở ai sao chấp nhận được. Nhưng mà bảo em đi theo nhóm, rồi em đi xe em, rồi con bé kia chở em. Ok. Anh nói chuyện anh nhìn em được không? Chứ anh đừng có nhìn ở phía bên kia. Không phải đâu. Nhìn đau sợ lắm anh mà anh. Người phụ nữ hơi bị cá tính, đôi khi đàn ông nhút nhát chút xíu. Anh mà nói chuyện với cô nào mà cá tính anh cũng không dám nhìn thẳng nữa. Đúng không em? Đúng rồi, em mà nhìn thấy ai mà ý kiến đó.
đôi khi ta cũng mắc cỡ, đàn ông cũng phải e thẹn chứ bộ. Con gái mà em rất là sợ con gái cứ nhìn mình á. Mỗi người thuyết phục một câu nào đó thật tình cảm để đối phương mình cảm nhận thế nào. Thì sau khi nghe bạn nữ nói thì em thấy cũng hơi hoang mang một tí, là nóng tính quá. Tính em cũng nóng lắm, nhưng mà được cái là em rất biết nhịn. Mình nói là mình nói một phần như vậy thôi. Còn tự quen nhau thì sẽ tự biết rằng là hai người nhịn nhau được hay không, hai người hiểu nhau được hay không. Nãy giờ nghe nói cũng hoang mang quá. Bạn nam thì hoang mang với bạn được chứ bạn đâu có gì hoang mang. Một bạn trai quá tốt mà. Bạn trai thế này là ok đấy. Cảm xúc là phải tự nguyện, không nên ép buộc. Có gì nữa thì... 1 2 Hãy lắng nghe trái tim mình đang nói gì. 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha.